Xin chào tất cả các bác nhé, đã đến với cửa hàng Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu trong phiên buổi tối thứ sáu ngày hôm nay. Thì rất là cảm ơn các bác, ở những phiên trước thì các bác đã ủng hộ bên em Thành rất là nhiều. Phiên trưa nay thì gần như hết các bạn, từ tối qua thì cũng gần như là hết. Thực sự các bác là thợ nhà em lau dầu ngày đêm không kịp, thì chứng tỏ một điều là có lẽ là bên cửa hàng Thành rất hợp duyên với các bác đấy. Hôm qua có con 10F em bán rồi, về được đâu 20 con 10F thôi. Giao lưu với anh em cho nó vui. Ngày hôm nay thì có nhiều các sản phẩm lắm. Hôm qua thì hai con này xin thưa bác là náo loạn thị trường luôn. Đến khách đến chiều xem hai con này rồi các bạn. Truy đến xem hai con này. Truy đến xem rồi. Các bác thì bảo để cuối tháng lấy lương, quyết tâm đúng không? Và ngày hôm nay thì chia sẻ với các anh nhé, nhà em thì rất là nhiều hàng, về đa dạng hàng, về liên tục cập nhật hàng liên tục. Đặc biệt nhà em thì không bán hàng nát các anh nhé, không vì mục tiêu lợi nhuận mà đi mua hàng nát về bán rẻ cho các rẻ hơn thị trường 500 một triệu để kiếm lời, mà nhà em là sẽ chọn hàng sạch, chọn hàng sạch, bởi vì bên em lau dầu còn bảo hành cho người ta, nếu mà không chuẩn thì cứ loanh quanh thì rất là mất công mất việc. Em giới thiệu các bác sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay tối không là một chiếc đồng hồ Vanet các bác nhé. Rất nhiều bác đặt em cái dòng Rolex ngắt chuông này các bác nhé, nhưng mà hôm nay mới về thì chia sẻ các bác cái dòng thùng kính này nó sẽ có giá trị hơn cái dòng thùng gỗ các bác nhé, dòng thùng kính nắp kính này này đấy các bạn. Đây là cái dòng Rolex 5 côn được nhà sản xuất người ta thiết kế có chế độ ngắt chuông đêm, tức là thường thường chiếc đồng này nó theo như cài đặt nó sẽ tự tắt chuông lúc 9 giờ tối và bật chuông vào lúc 7 giờ sáng các bác nhé. Đấy, nó có 3 chế độ các bạn. Kính các bạn nhìn kính này. Đây này. Kính này, kính của nó kính màu đỏ này. Qua thời gian thì đây các bạn nhìn này. Có một chút tí gọi là chốc chốc. Kính ở phía dưới là kính màu vàng, hai bên là cái thùng cánh bướm, mặt đẹp xuất sắc, mặt cái này đẹp nhỉ, nhìn như nguyên cả cát đây các bạn. Đây là các cái chế độ của nhà sản xuất, để lắp đây thôi nhá, nó chủ sạch thì nó rất là đẹp. Đây cái máy này nó sẽ có ba chế độ, chế độ đầu tiên sẽ là chế độ bật chuông cả ngày, chế độ thứ hai ngắt chuông đêm và chế độ thứ ba ngắt chuông cả ngày đâu nhá. Đấy thì con này có chuông nhỉ? Có rồi. Ok thì em sẽ mời các bác thưởng thức chuông. Phanh máy vàng ươm các bạn nhìn, máy có thêm bộ máy để ngắt chuông này, tầng ngắt chuông này. Những con này gần như là phải đặt hàng hết rồi các bạn, chứ các đồ hàng về này phải đặt hết, từ nhiều đồ hàng mới có cho các bạn. Chuông xanh nét, ok các bạn nhé. Các chơi con này thì mình không lo tiền ảnh hưởng người khác, nhiều bác lại thích chơi đồng hồ nhưng mà sợ tiếng chuông đêm thì các bác hãy chơi con này. Thường cái dòng ngắt chuông đêm này có bao nhiêu con trên thị trường mà em gặp các bác nhá, em mua cứ gặp là em mua, bởi vì là cái nhu cầu của bác rất là lớn.
bác nhìn này, ở đây là nó có cái chốt này các bác này, cánh cửa ra một cánh cửa vào nó gạt cái này này, các bác chú ý nhé. Kích thước 50 nhìn 47. Con này còn mắt chuông đêm. Nó phải là ngắt chuông đêm tự động các bác nhé, thì nó mới có giá trị, chứ còn ngắt chuông mà ngắt chuông đêm bình thường mình kéo bằng tay thì hầu như con nào chẳng có thôi. Mã số 1 An Gia New các bác với giá 5,5 triệu và rất là ý. Hai bên là hai cái cánh bướm, ok các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là một chiếc đồng hồ song tiện đi, một con song tiện Gia Phi. Con sao tiện Gia Phi các bạn này. Con sao tiện Gia Phi con này có trương luôn các bạn này. Rất đẹp nhé, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn chưa? Khi mà em siết ốc vào thì là nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Khá là đẹp. Kính là kính cong. Phía dưới là kính trắng các bạn. Gia Phi. Máy đẹp nên trang. Các bạn nhìn này, máy đẹp chưa? Dòng cao cấp. Máy nắp cây vàng luôn. Quả nắp cũng nắp cây vàng luôn. 3 phút điều trùng lần các bạn nhé. Các bạn chơi con này là nhìn rất là hoành tráng này. Mặt to ấy chứ. Tính trên cái cong. Con này còn có cả một cái con tiện ở phía dưới đít. Con này có 3 con tiện nữa thì em chưa nắp đây, các bác có thể nhìn đến những cái vị trí nắp đây. Con này nhìn khá là cầu kỳ đấy các bác nhé. Lần sau lần nắp lại cho các bác trước khi các bác nhìn ra cái dáng của nó. Nó rơi vào tầm khoảng 95. 95 nhân với 38. Con này con Gia Phi của Pháp các bạn. Gia Phi là dòng hoàng gia ấy, mặt to đấy các bạn có thể nhìn thấy mặt này, mặt 18 thôi nhé, mặt 18. Nó khác với những dòng khác, nó như song tiện 3 nỗ luôn rồi các bạn. Mã số 2, giao lưu con này cho các bác với giá là 3,9 triệu. Giá cực tốt luôn. Các bạn nhé, 3 triệu 9 các bạn đã có một con này rồi. 3 triệu 9 các bạn đã có một con này rồi. Các bạn nhìn xem, 3 triệu 9. Rất đẹp. Ok các bạn nhé. Các bạn nào chơi con này rất là hợp lý nhé. 3 triệu 9 thôi. Giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ. Con này là đồng hồ tạ khúc hai tạ đó nhá. Thì cái tạ nó thì em chưa sắp ra đây các bác nhá. Thì khi nó dầu thì em sẽ soạn lại cho các bác. Cái dòng tạ khúc này chắc các bác thấy khá là nhiều rồi đúng không ạ? 3 phút điểm trùng lần các bác nhá. Ở trên đầu nó thì sẽ là có là 3 cái con tiện các bác. Ở trên đầu nó sẽ là có 3 cái con tiện các bác nhá. 3 cái con tiện. Đấy, con này nó sẽ có cái kính ở trên mặt này, em chưa nắp, hàng vừa về các bạn. Mặt nó mặt trăng sao, mặt trăng sao nhé, mặt trăng sao. Cái quả nắp này thì nó sẽ ở bên trong cái đồ này các bạn nhé, ở bên trong thì nó không ở bên ngoài này, nó ở trong cái ô cửa này. Đấy, đánh chuông chén 3 phút điểm cùng lần. Ở sau thì là nó như thế này luôn các bạn nhé, cứ như này các bác ốp vào tường, không cần cánh nữa. Nói chuông to lắm.
quê luôn, con này của Đức, máy Đức. Đấy, cuốn lắc này sẽ ở trong con đồng hồ này, đâu nhá. Con này nó sẽ có con tiện và hai cái tạ khúc nữa ở hai bên, 3 phút được điểm trùng lần. 73 nhân 26. Con này mã số 3 các bác nhá. Con này đầy đủ tạ, đầy đủ đồ hết các bác nhá. Con này giao lưu cho bác với giá là 2,5 triệu. 2 triệu rưỡi, giá quá rẻ luôn. Giờ bác là bình thường đi làm cái vỏ này sợ không đủ tiền. Em về có tạ lê nữa. Lốt con này em chính thức là hết tạ lê rồi nhá. Về một lô 100 con tạ lê các bạn mà bán đâu đó thì thưa bác là được tầm khoảng 2 tuần như vậy. Chốt trên này rất ít nhưng các bác gọi điện đến lấy thì mỗi bác vài con. Thì hôm nay bóc ra từ kiện mới về được nhiều tạ lê lắm, về được con. Các bạn, được con còn đâu nó toàn cùng dài cùng bề à. Tạ đẹp lắm này các bạn nhìn này. Các bạn nhé, nó sẽ để nó treo hai bên như này các bạn nhé. Phần này các bạn nhìn này, phần gọi tiết đồng các bạn nhé. Máy móc đây, các nhìn thấy chưa, máy móc lên keng, đẩy chuông chén 3 phút điểm trùng lần. Cái này là sẽ có cái đinh thôi, sẽ có đinh để đóng nắp. 64 x 28. Phúc máy tưởng ở trên tầng còn mấy con này? Còn bây giờ tìm mấy con chắc được 1-2 con nữa. Nhân 28 các bác nhé. Mã số 4. Mày xe đại đâu nhé, các bác có thể nhìn thấy đây, rất là đẹp. Đây là nó kiểu màu đồng hun các bác nhé, kiểu màu đồng hun. Ở phía trên là thần án áp. Trường này rất là cổ điển, mã số đây các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, mã số đây. Sạch sẽ luôn. Mày xe đại các bác nhé. Tạ nê nó có 3 size, một size đại, một size trung, một size nhỏ. Với mỗi size cách nhau khoảng 1 triệu. Size đại thì từ 60 phân trở lên gọi là size đại, dưới 60 phân thì người ta gọi là size trung, nhỏ hơn nữa thì người ta gọi là size nhỏ các bác nhé. Thì con này em giao lưu bác với giá 2,5 triệu thôi. Các bác biết không, một cái bộ tạ này như bọn em mà làm mất ấy, bọn em đi mua người ta tháo ra người ta bán giờ 1 triệu một bộ. 1 triệu một đôi tạ này. Em đã từng là phải đi mua rồi các bác. Nên là thực sự qua những cái đồ ngày xưa người ta làm ấy, cái đồ ngày xưa người ta làm đấy các bác, thì người ta làm với công nghệ bây giờ mình mua lại đồ cũ thì nó thế thôi, chứ còn nhiều bác bảo bây giờ sản xuất mới là chịu luôn ấy. Thứ nhất là cái số lượng của mình nó không đảm bảo sản xuất dây chuyền, cái thứ hai là đầu tư của cái dây chuyền công nghệ nó rất là nhiều tiền, cái thứ ba là làm không được bằng ngày xưa. Giới thiệu với các bác cái sản phẩm tiếp theo, đó chính là một chiếc đồng hồ song tiện các bác nhá, một chiếc đồng hồ song tiện các bác có thể nhìn thấy đây. Con này con Z, chỉ vì sao em nói là Z ạ? Bởi vì những chỉ những cái dòng Z thì nó mới làm những họa tiết nó cầu kỳ các bác nhá. Các bác nhìn thấy quả nắc thiên thần này, đây này. Quả nắc thiên thần này đó. Quả nắc thiên thần rồi màu biếc các bác nhìn nó sẽ cầu kỳ. Màu biết rồi này, các bác nhìn ở phía trên là con hổ này. Rồi những cái đỉnh, những cái chóp. Nói chung là nó thiết kế nó khá là cầu kỳ. Một cái thiết kế ưa nhìn của người châu Âu các bác nhé. Hai bên là song tiện các bác. Em có nhiều bác sở hữu hàng vài chục con song tiện hai lỗ như thế này. Người ta chơi về cái độ sâu tuổi các bác.
nắc phù điêu. Ví dụ như quả nắc này lúc cần đi mua phải vài củ người ta mới bán cho. Con này là con trầm cầm các bác nhá, con này con trầm cầm, con này thì giá trị cao rồi, nó sẽ đánh hộp nhạc ba một tiếng, đánh hộp nhạc một lần đánh thành bài nhạc luôn các bác nhá. Con này thì bình thường em vẫn bán trên chục triệu các bác, nhưng mà đợt này thì bình thường các bác này em sẽ sale trầm cầm giống nắp trăm con về được 1-2 con 97 đến 40. Có nào muốn nghe nhạc trầm cầm như nào thì gọi điện nhạc em gửi cho clip nào. Chín bảy nhân với 40 coi nhá. Con này con si trầm cầm. Đó, biết trầm cầm nó đánh cái hộp nhạc trầm cầm như kiểu cái con cúc cu khi mà đánh đầm xòe lên cái âm thanh của hộp nhạc ấy. Các bác có hiểu không? Đấy kiểu vậy ấy. Mã số mấy nhỉ? Mã số 5. Em giao new sản phẩm này cho các bác giá chưa đến chục triệu rồi nhá. Chưa bao giờ em bán con trầm cầm giá tốt như thế. Con trầm cầm thường thường khoảng mười mấy triệu, nhưng mà lô này em sẽ bán cho các bác một con trầm cầm khuyến mại ấy, giá chưa đến chục triệu. Có chơi tị tạ. Ok. Thì sản phẩm tiếp theo em sẽ lên cho các bác một siêu phẩm tượng đài. Con này thì rất là hợp lý này các bác này. Thùng này quay đi này. Thùng này nó kiểu thùng hoa mai ấy. À. Rất đẹp, thùng đéo và tinh xảo như thật luôn. Các bác nhìn nhá. Này cái kia tìm khó lắm nha các bạn. Kính là kính rào kim cương. Vân này các bạn, vân này, vân nu này. Vân nu con này các bạn mua về 5 Udo 36 tuyệt vời luôn. Chia sẻ cho các bạn luôn. Thùng này, thùng đáy hộp này. Tháng 7 thì mua đồ là chuẩn, các bạn. Mọi thứ dễ mua dễ mà. Đó là tờ tờ đầy đủ, các bạn nhé. Còn lắc riêng nguyên bản của nó đây, các bạn nhé. Ok thì con này thì sẽ thử cho các bác cái đo cái độ sâu đi đã. Thùng sâu này, sâu bao nhiêu phân, không thử. Thùng 15, còn này thùng 58. Còn này 5368. Đó. Xem bên này, em sẽ mời các bác. Đó, cho anh đi sang bên này cho em. Đây, quay xa. Các bác có thể nhìn thấy, đây sẽ treo các bác vào nắp. Đẹp chưa? Anh nói thật cái thùng này tháo ra bán đẹp, suy soát trục. Con này độ đẹp thì nén keng luôn. Thank you.
đẹp len ke như mới, xuất sắc này. Nó này không chê về điểm gì luôn, máy kiểu vân hoa luôn, vân đồng tán này. Anh nhìn là các cái mở máy này các bạn này, vẫn còn vuông te thôi, ít xoáy ít tháo, nguyên cái nước cát cát ra cát. Sợ những cái Kenji này các bạn nhìn này, những cái các bạn nhìn độ vuông của ốc của nó, thổi con này bao giờ cho học. Nói thật các bác, chơi những con này các bác cứ đắt hơn còn bình thường 1-2 triệu cũng chơi, bởi vì dùng về sau nó được lâu rồi. Làm như của máy nát là máy không nát thì ví dụ như những người mà người ta quan tâm về giá, oánh về tâm lý giá rẻ, người ta sẽ đi mua các cái đồng hồ nó nát đây về làm đây. Các bạn nhìn này, xanh mướt này, thành công 8 thành công, các bạn nhìn xanh mướt, không ham gì hết, quá đẹp luôn. Ốc tầm tường còn nguyên, ít còn cỏ này, đẹp xuất sắc, len ke 10 điểm, đồ cũ phải chấn là còn này 10 điểm luôn. Mặt là con này, mặt là 20, đường là 36, kích thước 74, mặt lặng. Giao lưu cho các bác với giá phải thùng nắp 36 các bác nhé, giao lưu các bác với giá là 8 triệu các bác nhé, 8 triệu. Cố tìm ở đâu ra con này giá tốt hơn, phải kiếm kim cương thùng này, hoa hoa nhìn quay lại thì bác một tí cái bộ hoa hoa nhìn hoàn nổi luôn này, đục nổi luôn các bác nhìn, tinh xảo nó không có gì này, từng cái nét một không có gì này, đục thành một bông hoa mai luôn, nhiều cánh luôn, cánh nó lồng vào cánh kia luôn. Ok, giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ Kenji nữa cho bà chủ siêu phẩm ngày hôm nay, cái người về thăm con này thì hôm em mua được bên chợ Pháp các bạn, mà em đăng đấy các bạn, các bạn nhá, thì các bác có thể nhìn thấy con này nó rất là đẹp rồi các bạn nhé, vân nu các bạn nhìn này, vân nu vằn vệ, các bạn nhìn này, từng cái thớ vân một các bạn nhé, các bạn nhìn từ các cái góc cạnh chúng ta có thể thấy từng cái điểm nổi bật nhất em Thành muốn nói đến là con là cái thớ vân của nó quá đẹp các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này, vân nu không phải lúc nào cũng gặp được những cái vân như này đâu, em Thành đi mua chọn vân rất là kỹ các bác nhá. Thì con này ấy, em khuyên thật sự các bác là nên đầu tư cái gói spa vỏ 800.000 bên em Thành các bác nhá. Em mang đi cái đơn vị người ta chuyên spa vỏ đẹp cho, thì người ta sẽ, xin thưa bác là người ta sẽ si sát, rồi người ta sẽ bằng những cái nghiệp vụ người ta sẽ đánh nổi bật cái vân này lên các bác nhá. Thì cái con đồng hồ các bác thì nó sẽ tăng cái giá trị các bác lên rất nhiều lần. Cũng như các bác mua bộ của ghế thôi, cái gỗ vân xấu khác, vân đẹp khác, gỗ tạp khác, gỗ chắc khác, gỗ mun khác các bác nhá. Thì như con này em mua giá cao hơn những con khác có khi vài triệu các bác nhá. Nhưng vì làm sao, em có cái lý của em là em chọn vân cực kỳ tốt các bác nhá. Em đi mua như các cái con hôm nay em bán cả mấy con lúa mì, con lúa miếng, các thứ con thùng to rồi các bác biết. Nếu còn thì các bác thợ các bác đến bốc ngay, và khách chơi người ta mang về người ta bán được ngay các bác nhá. Bởi vân nó đẹp, các bác có thể nhìn thấy. Nhưng chơi những con này không sợ ế, không sợ nỗ các bác nhá, bởi vì nó có cái ní của nó, và nó có cái, và em chơi em mua là những cái con đẹp luôn. Đây là tính quả chuông này. Tính ra quả chuông. Các bác có thể nhìn thấy. Các bác nhìn này. Nó có cái mẹp kim loại ở các góc này, thiết kế cánh lòng trong lòng ngoài hình quả chuông cực kỳ bắt mắt và cực kỳ đẹp.
có nhiều người ấy, người ta sợ bán những cái đồng hồ tầm trung hoặc tầm cao cấp bởi vì nó bỏ ra một mớ tiền xin thưa bác là 9-10 triệu, 10-15 triệu cái tầm trung ấy, còn chưa nói đến tầm cao. Tầm cao thì nó lại có cái dòng khách, nhưng mà người ta những người người ta bán hàng tầm cao như thế người ta lại nhập ít hàng, ở cửa hàng chỉ có chục con bán hết lại mua. Nhưng còn những người tích hàng người ta lại rất sợ tích các cái dòng này bởi vì cái phân khúc của nó là tầm trung các bạn. Tầm trung thì phải có khách hàng ở tầm này các bạn. Chạy theo trào lưu thì chỉ có tạ nê tạ khúc vai bò hai lỗ đồng hồ 5 triệu đổ về dễ mua thôi, dễ bán. Nên thực chất các bác nó có nhiều phân khúc của nó. Đây cũng là những cái thanh chrome hết các bạn nhé, có những cái thanh chrome hết. Em những cái loại này em ôm tất các bạn, em nói thật với các bác luôn, góc độ siêu tầm tính trước, góc độ kinh tế tính sau các bạn. Bởi vì làm cũng khá là cũng cái thời gian dài rồi các bác. Con này nó có cái quả nắp của nó đây này các bác, quả nắp chrome này các bác nhé, có quả nắp chrome này. Đấy, các bác nhìn cho rất là sáng các bác nhé, mặt số nổi các bác nhìn này, mặt đẹp xuất sắc. Bây giờ tìm đâu ra những con mặt số nổi chrome đẹp như thế này. Em sẽ thử treo cái quả nắp lên để cho các bác có thể mường tượng nhé. Đấy, nhiều bác không hiểu lúc treo lên nó như thế nào. Đây là quả nắp đẹp các bác yên tâm. Chua các bạn nhìn được chưa? Các bạn nhìn chưa? Vân lù nổi cuồn cuộn các bạn nhìn này, vân sóng của các bạn có bị tối không ạ? Quay ra một chút cho các bạn. Có thể nhìn tổng thể chất lượng này. Hôm nay em khuyên các bạn nhé, nên mình đã sở hữu những con vỏ đẹp như này rồi thì nên đầu tư thêm cái gói spa chuyên sâu thì để họ sẽ làm nổi bật cho các bác lên khoảng 800.000. Không cái vân như thế này mà mình phải kiểu cái vỏ lâu năm ấy, cái nước sơn nó xuống rồi các bác, cái nước sơn nó kiểu là nó cũ ấy, thì nó không nổi bật được lên ấy. Các bác là nên con này như gỗ mun luôn, chia sẻ các bác nên như mun luôn, như kiểu cái đốm lửa đang gọi là cháy bùng lên luôn. Sau ở trên là quả chuồng, quả nắp núc nắp đẹp dã man luôn. Đợt này mà dễ mua, em nói thật các bác, đợt này mà dễ mua, thứ nhất là về giá nó tốt, cái thứ hai là đợt này em cũng dễ đi mua những con đẹp như thế này. Bởi vì bình thường này nếu mà không phải tháng 7 thì thưa bác còn lâu em thành mới mua được những cái sản phẩm đẹp như thế này. Có người ta trả, những người chơi người ta trả mối ấy, giá cao hơn em Thành mua ấy, thì đâm ra em không mua được. Nên là em mua được mấy con đẹp, giá nó rất là tốt. Bình thường các bác mua những con này 15-17 triệu, nhưng mà giá hôm nay tính em đọc giá em bác giật mình. Thôi đợi em chút, nó ra nhựa chạm cô. Ok, xe máy trước thì sau nát em sẽ chỉnh đúng không? Máy đẹp nên kia. Các bạn nhìn chưa? Đẹp như mới luôn. Dầu, các bạn nhìn này. Ốc, các bạn nhìn các ốc chống máy rất in mở. Đấy, các bạn nhìn nhá. Máy đẹp nên kia. Chút để em sẽ chỉnh các bạn côn. Côn nó bị chạm vào nhau rồi các bác, rồi gông côn nữa. Ở
tay kia nó gông toàn bằng băng dính. Và con này là hàng bay đúng không? Hàng đi đường hàng không ấy. Giờ này thợ thì em làm ngày làm đêm rồi. Hôm nào rảnh rảnh em lên phòng kỹ thuật em quay cho các bác nhé. Những cái kỹ thuật viên đứng tên trong sổ bảo hành các bác. Bao nhiêu này, vân cái nhìn cái hậu của nó nhỉ. Các bác thấy khác không? Hậu của nó em nói thật nhá, cái dòng cao cấp này nó hơn khối cái mặt trước của nhiều con đồng hồ cổ các bác. Nhìn này, nó nắng bóng luôn mà nó trọn vân luôn các bạn. Có thể lấy cái rẻ cái giấy này để em lo cho các bác xem những cái dòng cao cấp nó như thế nào. Các bác này, các bác nhìn chưa, các bác nhìn vân chưa, nổi vân chưa, nó bụi các bác thấy chưa. Đó, em quay cho các bác thôi, các bác nhìn thấy chưa, các bác nhìn chưa, nó chọn gỗ mà các bác. Nó dòng cao cấp như thế chứ. Các bác thấy chưa, ở trên đầu này toàn vân tự nhiên luôn các bác nhá, nhìn thấy chưa. Dựng này chuông này dòng cao cấp thì nó đánh chuông thì thưa các bác tiếng hát tiếng bom luôn các bác. Chơi tinh là các bác chơi những con đồng hồ các bác phải chọn được vân thôi. Những con đồng hồ đẹp ấy mang về chưa bao giờ là ế các bác nhá, chưa bao giờ tên là ế, không bán sớm thì bán muộn. Không tới các bác. Về các bác bị cái trường hợp này các bác chỉ cần ấn cái búa nó xuống là được. Hơi quá thôi. Cái búa này là chuột cực hay luôn con này. Nhìn xung quanh con đồng hồ này thì vời luôn, gỗ chắc bồ bụt luôn. Cái tay cầm này này thì lúc nào mà ra cho các bác đạt lau sạch đi cho các bác nhé. Vâng. Bảy hai nhân ba tư. Kenji thùng vân hoa mặt số nổi chrome vân nhé. Mặt này rất là hiếm này các bác này. Mặt này thì ở bên Tây thì người ta muốn thể hiện cái mặt này người ta hay còn gọi là mặt cười. Chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ ở bên trong nó sẽ là lòng chrome, ở bên ngoài sẽ là cái miệng cười. Chúng ta nhìn nó sẽ rất là cá nhân này này. Ở Tây người ta sẽ ghi những cái tên người chủ cũ hoặc là những cái phiên bản nói nhé. Nhiều bác là Kenji sao có không chữ Kenji, nhưng nhiều bác là sự ghi chữ Kenji vào đấy thử đi, ghi chữ Kenji thử vào đấy nó mất giá luôn, bởi vì đây là cái phiên bản. Ví dụ như những cái dòng xe mà đắt tiền thì các bác có quyền các bác cá nhân hóa nó cơ mà, nó có dán decal vào đấy. Số 7 các bác nhé. Con này giao lưu các bác với giá 9,2 triệu đó nhá. Các bác nào mà sở hữu được con này thì em khuyên nên các bác nhá, thêm cái gói xin thưa bác, để như này nó rất là đẹp rồi. Thực ra cái gói spa kia em không được hưởng lợi gì cả ở đấy, nhưng mà khuyên các bác để các bác chơi được, gọi là nó đến được cái tầm mà là cái món đồ các bác khai thác hết được cái vẻ đẹp của con đồng hồ các bác đã gọi để là on môn.
Một chiếc đồng hồ Odo 548 thôi nha. Con này thùng thì 6 bông, 2, 4, 6 bông thôi nha. Qua cái thùng nữa. Odo 548 thùng 6 bông. Đó, có quạt kính hình trông cũng rất là thiên văn học các bác nhé. Đó, đẹp chưa? Đó, nhìn đẹp chưa? 4 bông luôn. Con này là cái dòng cổ, siêu cổ điển các bác, dòng này cổ lắm. Đây các bạn này, rồi rất là cổ các bạn nhá. Tức là cái người sử dụng này thì người ta ở cái vùng gần vùng biển của Pháp các bạn nhá. Thì cái độ mặn của bạn nó cao, thì đồng này nó xuống màu. Với cả cái thứ hai là cái dầu người ta quét lên một cái lớp dầu phủ để bảo vệ nó ấy, các bạn nhá. Nhưng những con này này màu đồng già, hàm lượng đồng cao như này nó mới bền này các bác này. Nó bền, cái đồng nó già rồi các bác. Đó. Con này con Odo 54 các bác nhá, con Odo 548. Máy vách hoa dâu các bác nhá, Odo 548. Các bác nhá, con này bền cực kỳ luôn. Chuông thì em sẽ thử cho các bác. Với cái chuông thì các bác cứ yên tâm, mua nhà em Thành mà chuông không hay là em đổi bộ khuôn khác cho các bác luôn. Cùng con Odo 54 khác rồi nhà em nhiều đồ. Odo thì nhà em thì nghe chưa? Ok chưa các bác? Tao cứ yên tâm. Chùa trước nó phải hay. Chuông một Odo 54 đánh hay á. 53 nhân 48. 53 nhân 48. Mã số 8 thôi nhá, 548. Con em giao lưu cho bác với giá 13,5 triệu. Bao dầu. Sự các bác giá này các bác còn không mua nữa thôi. Thùng này phải đến 5 triệu. Thùng 6 bông. Bộ máy 54 mười mấy triệu nữa. Cái này sale. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ Vodex thôi nhé. Một chiếc đồng hồ Vodex kính là kính Maikui thôi nhé. Kính là kính Maikui, kính trên là kính cong thôi nhé. Thùng gỗ sáng màu của thùng gỗ sáng màu đây này. Các bạn nhé, thùng gỗ sáng màu người Tây thì người ta là thiết kế nên một cái thùng mà kính khum như thế này là nó phải nhiều mối ghép thôi, các bạn có thể nhìn thấy đây. Nhưng mà nó thống nhất thành một cái đường trên cơ bác là đường từ dưới lên trên là các bạn nhìn này, vân vân sồi vào đã thành, các bạn nhé, nó có một đường từ dưới lên trên luôn thì người ta mới ghép, người ta uốn cong cái cánh này mà cũng chính là quy mọi có chuông không? Có. Ok, dòng này dài lắm các bạn, có nắp đâu đây. À, cũng treo lên để cho các bác xem, ướm dựng lên để cho các bác ướm chừng cái quả nắp của các bác. Cái này cái tay cầm, nếu như con này về không có tay cầm em báo giá không tay cầm các bác nhé. Các bác thích về các bác nắp cái tay cầm, các bác quan cái lỗ, các bác bắt cái gì vào đây thì các bác. Con này nó tụt cái treo quả nắp rồi thì các bác nhìn tổng thể nó như thế này thôi. Một quả nắp là đúc nắp bên trong đó, các bác nhé. Các bác nhìn cái dòng kính này rất đẹp. Thùng sáng màu đẹp. Thùng sáng màu. Giờ các bác bắt cái tay cầm này. Ok. Con này phôn thì nó kia để em thử phôn cho các bác. Mặt đẹp.
không hay cả. Âm hay như đồ. Côn cái này chắc là côn 57. Máy 42 rồi. Máy 42. Côn 57 phân, côn 57 phân, dòng côn dài nhất của đồng hồ Vodef đấy nhá. Còn nắp đây, nâu nên sẽ rất là bóng. Bộ này chuông hay quên sầu luôn. Mã số 9 thôi nhá. Con này thì em sẽ giao lưu cho các bác với giá là 4,5 triệu côn 57. Âm hay. Qua nhá. 4 triệu 500 nghìn cho sản phẩm này. Ok ạ. Và em sẽ lên một số những cái sản phẩm tiếp theo hôm nay. Hôm nay thì con Fatima kìa. Màn đặt cho bác nghe chuồng Fatima luôn. Giới thiệu cho bác một con Fatima thùng đẹp nhìn nó sẽ như thế nào. Một chiếc đồng hồ Regularona của Bồ Đào Nha các bác nhé. Thì con này thì là một trong những dòng đồng hồ mà đánh bản Fatima chuông hay nhất. Các bác có thể nhìn thấy đây. Kính là kính cong, đúng không? Kính là kính cong. Hai bên là hai cái đường lượn sóng rất đẹp. Ở phía dưới là cái thôi nha, cái dòng này ấy thì nó lại cái giá của nó lại tất nhiên nó phân chia làm hai loại. Một loại là đánh 6 côn, các bác nhá, đánh 6 côn dọc. Đây cũng chia sẻ với các bác nhé, để các bác nắm được cái giá đồng hồ. Chứ không các bác cứ so sánh thì nó rất là khó. Các bác nhá. Nó có một cái loại mà đánh 6 côn, 6 thanh côn thì nó là cái giá trị nó phải cách con này khoảng vài triệu các bác nhá. Đây quần nắp đây, còn tí chấm chấm theo thời gian. Mặc này là mặc quá đẹp rồi. Và nếu mà 10 gông thì nó lại ăn theo thùng, như thế này là một cái thùng tiêu chuẩn các bác nhá. Thùng có to có nhỏ thì nhưng quan trọng nó phải đẹp và nhìn nó phải cân xứng các bác nhá. Đây là thùng tiêu chuẩn của hãng, là có dân loại thùng mặt tròn to các bác nhá. Sẽ mời quan nghe chuông. Thank you.
chuyển sang bài Ave Fatima nhé. Zevura Runa của Bồ Đào Nha các bạn. Mặt to. Máy đẹp. Anh nhìn này. Máy rất đẹp. Máy vàng ươm, máy mắc cái vàng không nhé. Xuất sắc. Con này là 10 thanh niên thép. Đẹp đấy các bạn nhé. Dòng đầu sư thùng đẹp. Đây nó có hai bản Webington và Fatima này các bạn này. Còn lấy cái thước đo mặt cho các bạn. Nhìn mặt to các bạn nhé. Mặt con này khá là to. Mặt con này mặt 23 phân. Mặt 23 phân các bạn. Kính kính cong. Bao nhiêu? 58 x 35. Cái này mã số 10. Mã số 10. Thùng đẹp các bạn nhá. Cái tiêu chuẩn cái hãng này là cái thùng như này. Và một đời nữa là nó đục đẽo rất là nhiều họa tiết. Ngày trước em đã bán các bác nào lần trên Facebook của em cũng thấy. Nó đục. Nó cũng hình như này nhưng nó đục chạm chỗ rồng phượng. Còn đây là thùng tiêu chuẩn của hãng. Còn nó có sẽ có phiên bản. Có thằng Tây thì nó mang về nó chế bè ra hoặc là nó sẽ chế cái nọ kia vào. Còn có thằng gì nó còn cái loại này thì có một cái phiên bản nữa là nó bé hơn đúng không nhé. Con này các bác quan tâm thì alo em. Alo em. Con này 10 gông, 2 bản à, em xả cho bác một cái vai bò. Vai bò nhỏ, vai bò con này các bác chưa để bàn. Các bác chưa để bàn này. Các bác thấy chưa? Để bàn rất là hay, vai bò đồ sư. Con này nó không có kính đâu nhá, không có kính, nó thiết kế đồng sư của nó. Đấy chuông vòng. Đi vào lòng người luôn, con này của Đức thôi nhá. Củ công có gông có hình bông hoa, chạy qua tuần, 3 phút điểm trùng này thôi nhá. Chạy qua nắp. Con này mã số 11 ạ. 11. Giao lưu cho bác sản phẩm này thì giá 1,5 triệu. Các nhá. Mã số 11. Giá 1,5 triệu nguyên bụi các bác nhá. 20 x 36 1,5 triệu bằng nồi nổ các bác có vai bò chơi. Con này là số nổi này các bác này. Con này số nổi này. Đã chơi con này số nổi này. Con này nó cũng không thiết kế kính các bác nhá. Nó dòng cổ. Thiết kế mặt số như cột đồng hồ đó. Mặt số nổi đó nhé.
Đây gông vòng các bác nhá, gông vòng siết ốc của nó sẽ như thế này đây. Thì em chưa siết ốc các bác nhá. Đấy thì em được cái ốc em siết này các bác thì em thử chua. Quả nắp của nó nhìn rất là hay. Quả nắp như kiểu búa to ấy. Hay. Quả nắp. Con này con Kenji. Con Kenji thì mới có quả nắp như thế này các bác. Em vừa siết rồi. Siết vào rồi các bác. Số nổ bây giờ này thì các bác đừng mặc cả em nhé, bởi vì em bán toàn thanh mía, bán không nãi 22 nhân 30 22 nhân 30 mã 12 con này số nổi, giao lưu con này với giá là 1,7 triệu. Đó nhé. Có tuần 3 phút điểm trùng là tiếp theo em lên cho bác một chiếc đồng hồ này của anh các bác nhá, nhìn cái này của anh các bác nào mua nhờ em lau dầu thì em sẽ xử lý cho bác có cái kim các bác nhá để các bác chơi. Con này thì nó bị dạng cái kính các bác nhá, dạng cái kính, con này có kính nhưng dạng cái kính các bác nhá. Còn bác nào có nhu cầu về kính thì nhờ bên em đi mua kính cho các bác, còn em bán cho bác là giá dạng kính các bác nhá. Có hai họa tiết này rất là đẹp này. Tầm chảo nắp con này của anh thôi nhé, con này của Hoàng Gia Anh. Chạy vào nắp. Con này 22 x 30 này, mã số 13. Giao lưu cho bác sản phẩm là với giá là 1,4 triệu. Coi nhé. Con này đẹp đấy, dáng đẹp, có họa tiết. Các bác mà lau dầu bên em là bên em sẽ lau dầu bên em là các anh thợ là anh sẽ xử lý cho bác, chế cho bác khi giới thiệu các bác một siêu phẩm bò dung han ngày hôm nay các bác nhé. Còn là còn dung han đây sẽ quay trở lại. Các bác nhìn này, siêu phẩm bò dung han, siêu phẩm bò dung han thì con này thì nó là rất hiếm, nó là đời vua các dòng quay bò dung han đời vảy virus 64 các bác nhé, tiếng tiếng cọc. Dòng này các bác đầu tư là sửa qua vỏ các kiểu của nó đẹp lắm. Là cái chữ logo dung han này và kiểu vai bò là cái giá là giá độc quyền của hãng. Rất đẹp. Để qua sau mời các bác nghe chuột. Làm quay chuột. Để máy đến 64 nó là ngân lắm. Thank you.
chuồng đỉnh cao các bạn chơi. Đây các bạn nhìn logo với đúng sở thư đây. Nếu như nói là chơi vai bò các dòng đỉnh cao mà chưa sở hữu con V64 này thì coi như là chưa thưởng thức hết được âm thanh của những dòng vai bò có ngắt chuông. Con này có ngắt chuông. Con này do kích thước bác nào quan tâm Anuel. Em về được đúng con. 26. A 6 nhân với 72 mã 14 các bạn nhé. Thì ta nào quan tâm thì sẽ alo giúp em một cái đúp 64 các bạn nhé, cái đúp 64. Chơi qua cái dòng này thì chưa gọi là chơi hết vài bò. Ok, con này thì em sẽ mời các bác chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ vai bò 89 gông coi nhé, của Đức. Qua có thể nhìn thấy tổng quan hai bên hàng có họa tiết, hai bên hàng họa tiết thùng dài, thùng rất là dài. Tính là kính cong, tính là kính cong, kính cong, thùng rất là dài, dáng uốn lượn rất là đẹp. Ok, là thằng sau này. Con này đánh 2, 4, rất là nhiều gông rồi các bạn nhé. 9 gông. Đây là bản web các bạn nhé. Để nát đây em chuyển bản cho các bạn. Em sẽ không cần chuyển bài. Để gạt chuyển bài đây. Để đánh xong. Chín gông hai bạc, size 74 là một trong những cái size cực kỳ to của dòng vai bò này các bạn nhé. Em giao lưu các bác con này giá 6 triệu, đó nhé, mã số 15, 6 triệu. Tiếp theo em sẽ quay qua cho bác vài con nữa nhé, tại vì cũng muộn muộn rồi các bác, để còn kịp đăng. Đây có con thật sự các bác mà ở đây này, em đang có một con Odo các bác nhé, một con Odo rất là đẹp, hai bên thùng rất là to các bác nhé, thùng hai bên hai chùm hoa thùng rất là to các bác nhé. Kính trắng thủy, mặt ba răng nằm, mặt nền xanh các bác nhé. Con này thì gông đồng thì nó đánh rất là hay rồi các bác nhé. Đây máy hợp kim trắng các bác có thể nhìn được đây, dây các bác có thể nhìn thấy đây, máy hợp kim trắng các bác nhé, lau dầu lên chuông sẽ rất là hay, sẽ gõ thử cho các bác cái chuông.
2 nữa nhé, điểm bây giờ này. Chuông đảm bảo các bác cực ngân. Thùng của này thùng đẹp, thùng khá đẹp luôn. Cầu vượt chút. Đường to 61. 61 nhân 46. 61 nhân 46. Con này Odo 30. 68 thôi nhé. Và con này thì các bác nhé, nó giá trị cao của cái thùng. Cái thùng này và cái bộ máy này giá ngang nhau các bác nhá. Các bác chú ý giúp em. Cái thùng này và cái bộ máy này giá ngang nhau. Mã số 16 ấy. 16 con này em tao đưa các bác với giá 7,5 triệu. Cái thùng đẹp của các bác. Thùng các bác nhìn cái thứ nhất là nó gỗ thịt này, nó dày như này, nó đục chạm đi. Nên là lúc chưa đục thì chắc nó phải dày như này, gỗ sồi tìm rất là khó. Thùng thùng nó đắt ở cái thùng nhá. Thùng máy bằng tiền nhau. Con 16 giới thiệu qua các bác, con MF mới về đây. Con này thì rất là đẹp các bác nhé. Con này thì rất là đẹp, long lanh luôn. Con này 7 triệu các bác nhé. Con này em đọc giá luôn 7 triệu. Vân cực đẹp luôn. Có gì là cứ để điểm gì con này. Giờ nó nâng nổng thoải mái. Mặt này các bác này rất sạch. Nhưng mà xấu thì cái máy nó rẻ hơn. Con này rất là đẹp. Thêm vài trăm chưa? Đẹp của bạn. Đây, con này 7 triệu này, con này. Đẹp chưa? Đây như con này. Các bạn nhìn này. Củ gai. Iodo 36 mang về nâm thay củ gai là xong. Củ gông xanh mướt các bạn nhé. Đợt này em về con nào hết con đấy. Qua không còn bay rồi. Mã 17. Này 7 triệu rồi nhá. 10 gông. Chưa bạc xanh tơ chiêng. Em giới thiệu sang các bác sang con này nhá. Cái con này thì thôi thì em về hàng em về con này, nhưng mà em định không bán, em treo ở cửa hàng ấy. Các anh em nó để xuống rồi thì em quay giới thiệu qua cho các bác nhá. Cái dòng này thì nó thực sự các bác, nó phải dành cho các bác nào mà chơi, chúng ta chơi sâu sâu thì chơi qua nhiều dòng của dòng FFR rồi. Con này máy 8 các bác nhá. Kiểu dáng thùng gỗ sồi, kiểu dáng độc dị, nó sản xuất cùng một cái đời mà cùng cái đời Odo, cái kiểu Odo có mặt này các bác. Cho nên là giá trị nó rất là cao. Cái dòng mặt tròn này thì cũng chia sẻ các bác nhá. Nếu con này mặt tròn như thế này mà nó ở cái đời mặt nhựa không phải mặt vàng chanh như thế này thì nó cái giá trị của nó sẽ cách nhau rất là nhiều tiền. Nhưng con này là số nổi vàng chanh thôi nhá. Số nổi vàng chanh kim loại chân cài. Máy nó máy 8 FFR thôi, nhưng con này giá rất là cao thôi nhá. Thì thôi thì em có bác nào mà có thực sự mà muốn quan tâm thì liên hệ giúp em. Còn là mặt nó mặt 18, các bác có thể nhìn thấy cái mặt nó đây. Nó nhìn đẹp lắm, khả năng đây. Con này nó bằng con Odo 54 đấy các bác. Đo qua kích thước cho các bác xem. Con này nó có chiều cao tổng khoảng 68. Nó ngang nó khoảng 46. Các bác nhá. Nếu như các bác nào quan tâm thì alo em, con này đắt lắm. Không mua được. Không nhá. Bởi vì là cái giá nó đắt đấy. Em không nói là các bác có tài chính mua hay không, nhưng mà nó mà so sánh nó với cả một cái phân khúc khác, so sánh với Odo, so sánh với một hai cái dòng cùng cái tầm khung phân khúc tiền thì rất là khó mua các bác nhá. Khó mua ấy. Em thì em sưu tầm nhiều dòng để có con nọ kia. Ok các bác nhá, như vậy em kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Lần nữa cảm ơn các bác.